cho tất cả quý cô chú chị khách hàng nhà mình nhá. Em lên sóng giới thiệu cho cô chú chị khách hàng nhà mình một phôi gốc cà te hay còn gọi là gõ đỏ nhé. Tròn. Đây là gọi là nó đen thời gian luôn mọi người. Đấy, đen thời gian nói chung nó vào phần rưỡi hai phần là hết. Cái này nó một tí xíu 5 ly. Đấy, phôi đây là được cao được 45, đường kính đây là 35 32 mọi người nhé. Đấy, trên đầu đây. Trên đầu đây là 22. Cái này nó cũng vào xíu. Nan lách luôn. Đấy. Nói chung là tiện quả bình ok. Đấy, đây là đen thì nó cũng vào khoảng phân rưỡi là hết nhé. Đen thời gian của gỗ. Sáng già đây còn chút rác này. Đấy, cho mọi người xem mặt dưới nhé. Nét mặt dưới đây 245 và 23. Cô chú chị thiện chí thôi cà te gõ đỏ nhé, chất gỗ trong ba gia la liên hệ với anh nhé. Đây có tí xíu đường cưa này, nó vào tí như chỗ đây bóp vào là hết liền, nó vào khoảng một phân thôi, bóp vào là hết liền. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé, quá đẹp, xinh lõi.